Thảo xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Kỹ năng làm cha mẹ tối ngày hôm nay. Chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức House thực hiện. Và thưa quý vị, tối hôm nay thứ Sáu, chúng ta lại có 55 phút để cùng chia sẻ với nhau về những mối quan tâm chung của những người làm cha làm mẹ. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại là chương trình đang phát trên sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ở đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị sẽ nghe qua sóng FM 103,2 MHz. Còn với thính giả khu vực miền Trung, xin mời quý vị nghe qua sóng FM 96,3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chứ quý vị thính giả không có điều kiện nghe qua radio thì lúc này đây quý vị cũng có thể vào trang web của đài và nghe trực tuyến tại địa chỉ www.voh.com.vn. Và ngoài ra, ngay sau khi chương trình phát sóng thì quý vị muốn theo dõi lại chương trình một lần nữa thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của đài để chúng ta nghe lại. Chào quý thính giả thân mến, chương trình tối nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về một vấn đề mà chúng tôi tin chắc rằng quý vị nào đang có con nhỏ cũng hết sức quan tâm, đó là những tai nạn rình rập trẻ nhỏ khi ở chung cư, phần lớn là do sự bất cẩn của người lớn. Thưa quý vị, mới đây, một người cha sống tại căn hộ tầng 15 chung cư Bình Khánh, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã khóa cửa nhà cho con trai 5 tuổi ở một mình để đi đón cậu con lớn đang học ở trường về. Một lúc sau khi trở về, người cha tìm khắp căn hộ không thấy con đâu. Đứng ở lan can nhìn xuống đất thì người cha mới phát hiện con mình nằm bất động trên thảm cỏ. Được đưa đi cấp cứu thế nhưng cháu bé cũng đã tử vong. Và trước đó cũng đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm khi mà trẻ ở nhà cao tầng một mình cũng đã xảy ra. Khoảng 2 tháng trước, một bé trai hơn 2 tuổi tại Thái Nguyên cũng đã bị chấn thương sọ não, hôn mê do ngã từ ban công cao khoảng 5 mét xuống đất. Vừa qua tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, có trường hợp một bé gái rất là đau lòng khi đang ngồi chơi với chiếc iPad bên cửa sổ thì máy tính bảng rơi ra ngoài, thế nên cháu bé đã nhoài người và bị ngã khỏi tầng 15 của chung cư Phú Mỹ Thuận. Người nhà cho biết cửa sổ căn hộ bé gái bị rơi có thiết kế cửa lùa, kính kéo ngang, trong khi nhiều căn hộ khác thì người dân đã làm thêm song sắt bảo vệ. Và theo khảo sát của chúng tôi tại một số chung cư cũng như là nhà dân ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy là tại một số chung cư cũ thì lan can được xây dựng rất là thấp, không cao tới 1 mét, thường xây kính bằng bê tông thế nên che khuất tầm nhìn. Còn các chung cư mới được xây dựng tuy lan can có cao hơn nhưng mà độ an toàn cũng không hơn là mấy. Cũng theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện nay nhiều gia đình sử dụng lan can bằng những thanh sắt ngang nên rất dễ kích thích sự hiếu động của trẻ. Trẻ có thể bám vào lan can để trèo lên rất là dễ dàng. Ví dụ như lan can tại khu nhà tập thể số 137 trên đường Ngô Gia Tự ở phường 2 quận 10. Phần lan can cao chưa đến 1 mét và được thiết kế với những thanh sắt ngang tạo thành những bậc thang rất nguy hiểm. Còn tại khu nhà tập thể có mặt tiền khá rộng nằm trên đường Ngô Gia Tự ở phường 2 quận 10, phần lan can cao chưa đến 1 mét và được thiết kế với những thanh sắt ngang tạo thành những cái bậc thang. Việc đảm bảo an toàn cho con trẻ dường như được các chủ hộ xem khá nhẹ. Các lan can với kiểu thiết kế những thanh sắt ngang như thế này có thể tạo thành những bậc thang để lộ nhiều khoảng trống và từ đó tạo điều kiện để trẻ có thể leo trèo lên lan can dễ dàng, trở thành mối ẩn họa khó lường. Cũng trên tuyến đường Ngô Gia Tự, nhiều ngôi nhà cao tầng cũng có kiểu thiết kế lan can với những thanh sắt ngang. Chung cư ở góc giao lộ Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Đình Chiểu quận 3 cũng xảy ra tình trạng tương tự. Phần lan can của hầu hết các hộ dân đều được thiết kế với những thanh sắt ngang. Bên cạnh đó, nhiều lan can đã được các hộ dân đặt các chậu cây cảnh, tuy nhiên không thắt hoặc là buộc chắc chắn nên có nguy cơ gây hiểm họa không chỉ cho trẻ nhỏ chơi ở phía sân của chung cư mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường. Chỉ cần gió thổi mạnh thì những chậu cây cảnh như thế này có thể rơi xuống sân và gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Thưa quý vị, năm 2011 trong chương trình phòng chống tai nạn thương tích của trẻ em thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đã giới thiệu những chỉ số xây dựng ngôi nhà an toàn dành cho trẻ với 15 điều bắt buộc phải có. Thứ nhất là xung quanh ao, hồ chứa nước, hố vôi, cống thoát nước trong khu vực nhà ở phải có hàng rào chắc chắn đảm bảo an toàn cho trẻ em. Giếng bể nước, chum vại nước ăn phải có nắp đậy chắc chắn an toàn. Bên cạnh đó, những dụng cụ, đồ dùng nguy hiểm hoặc là vật chứa độc hại nguy hiểm, ví dụ như các loại hóa chất thì chúng ta phải để trong kho chứa đồ an toàn, không để vung vãi ở bên ngoài. Cửa sổ phải có chấn song và các thanh dọc chắc chắn và khoảng cách đảm bảo trẻ không chui qua được.
Và theo thông tin từ Bộ Xây dựng, những quy chuẩn về cửa sổ cũng như là lan can ở các chung cư cao tầng cũng đã được quy định chặt chẽ trong thiết kế để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Đối với ở trong nhà thì các công tắc điều khiển, cầu chì, ổ cắm phải được lắp đặt ngoài tầm của trẻ nhỏ dưới 6 tuổi và phải có hộp hay là lưới bảo vệ có nắp đậy an toàn. Với khu bếp thì chúng ta cũng phải lưu ý là phải riêng biệt, có cửa ngăn và có khóa để trẻ dưới 6 tuổi không tiếp xúc được với bếp lửa và bình ga. Với dây dẫn điện phải được đi ngầm trong tường hoặc là có vỏ bọc chắc chắn nếu đi bên ngoài. Phải sử dụng các loại đèn có phần vỏ ngoài bằng vật liệu cách điện tại các phòng trong nhà. Một lưu ý nữa là chúng ta không đặt ổ cắm điện trong phòng vệ sinh, nhà tắm. Nếu có, phải đặt sau cầu chì hoặc là áp tô mát và ở vị trí an toàn ngoài tầm của trẻ dưới 6 tuổi. Và quý vị để ý là trong phòng tắm, khi mà có sử dụng máy nước nóng thì chúng ta tuyệt đối không cho trẻ nhỏ vào phòng tắm và sử dụng máy nước nóng một mình. Điều này rất là nguy hiểm. Đã có những cái trường hợp rò rỉ điện từ máy nước nóng hoặc là trẻ nhỏ tinh nghịch, bật vòi nước nóng và bị phỏng. Lưu ý tiếp theo là cầu thang phải có lan can tay vịn thật chắc chắn, bậc cầu thang có chiều cao và bề mặt rộng phù hợp đảm bảo an toàn cho trẻ. Quý vị cũng lưu ý là khoảng cách giữa các thanh dọc của lan can cầu thang phải đảm bảo trẻ dưới 6 tuổi không chui lọt và không có các thanh ngang để trẻ em sử dụng trèo qua. Dưới phích nước phải có hộp đựng hoặc là dây đai giữ và để vị trí an toàn ngoài tầm giới của trẻ dưới 6 tuổi. Các loại thuốc của người lớn phải để trong tủ đựng thuốc hoặc là để riêng biệt ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi. Với các loại như là dao kéo và các vật sắc nhọn dùng để cắt phải để ngoài tầm của trẻ. Và cuối cùng là không cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi quá nhỏ hoặc là các vật nhỏ dễ nuốt để đề phòng hóc nghẹn đường thở. Và thưa quý vị, đó là 15 điều lưu ý trong chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần, băn khoăn khi trẻ đau ốm bệnh tật. Cháu nó hay bị tiêu chảy đó, em muốn cho cháu uống men tiêu hóa có tốt hay không? Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh, khỏe mạnh? Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp, nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ vọt lên một cách không thua gì những cái nước phát triển. Cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn. Nên là bây giờ em cũng không biết nói cho hiểu, không biết làm cách nào để bày tỏ cho này với con trai nữa. Khi mà con cái họ khó bảo hay là họ bận công việc thì họ cứ quăng cái iPad cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi han gì hết. Chương trình mới Kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe, dinh dưỡng, diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế. Kỹ năng làm cha mẹ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần, FM 99,9 MHz. Quý thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình Kỹ năng làm cha mẹ trên sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cho Bích Thảo cũng xin được nhắc lại, tại đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị sẽ nghe rõ hơn nếu chúng ta điều chỉnh về làn sóng FM 103,2 MHz. Còn riêng với thính giả khu vực miền Trung thì xin mời quý vị nghe qua sóng FM 96,3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Nếu quý vị thính giả không có điều kiện nghe trọn vẹn chương trình trong buổi tối ngày hôm nay hoặc là chúng ta có nhu cầu nghe lại thì xin mời quý vị truy cập vào trang web của đài ở địa chỉ www.voh.com.vn. Quý vị click vào phần nghe chương trình Kỹ năng làm cha mẹ. Bên cạnh nghe chương trình thì quý vị cũng có thể dễ dàng để lại những cái thông tin cũng như là những câu hỏi thắc mắc của quý vị mà bộ phận thực hiện chương trình cũng sẽ tổng hợp lại và chuyển cho chuyên gia về sức khỏe, đó là bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bên cạnh đó, những nội dung liên quan đến cách dạy dỗ con, liên quan đến những câu chuyện về tâm lý thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đến Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long là giảng viên tư vấn tâm lý từ trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hỏi đáp sức khỏe. Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại Thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và như thường lệ, buổi tối ngày hôm nay thì bác sĩ Yến Phi cũng sẽ tư vấn với những câu hỏi, những băn khoăn về sức khỏe cũng như là chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ mà quý thính giả quan tâm. Đầu tiên thì Bích Thảo xin chào Thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi ạ.
Xin chào Bích Thảo và xin chào quý vị thính giả của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ. Dạ, cảm ơn bác sĩ trong buổi tối hôm nay đã dành thời gian tư vấn cho thính giả của chương trình. Và thưa bác sĩ, trong tuần qua thì Bích Thảo có nhận được rất nhiều những băn khoăn của quý thính giả. Đó là nói về cái tình trạng là không ít phụ huynh cũng đã nghe chỉ dẫn của bạn bè đồng nghiệp rồi dội dàng đưa các bé nhỏ của mình, thậm chí chỉ mới vài tháng tuổi thôi, thì đi nông bao quy đầu. Và sau khi nông bao quy đầu thì nhiều bé rất là đau đớn, rất là khó chịu mỗi lần đi tiểu. Và khi đó cũng có những cái trường hợp là cha mẹ xót con đã không dám động đến chỗ đau của bé, thế nên việc vệ sinh không có đảm bảo. Và sau đó thì cái tình trạng bao quy đầu hẹp nó cũng trở lại. Với cái vấn đề này thì bác sĩ có những cái lời khuyên như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Hẹp bao quy đầu là một cái tình trạng là rất dễ gặp ở trẻ em sơ sinh nam. Bởi vì cái điều này nó có thể là do cái bao quy đầu nó dài hơn so với bình thường, hay là cái lỗ ở cái phần đầu da của bao quy đầu nó chít hẹp hơn so với bình thường, và thường thường chúng ta gọi chung là tình trạng hẹp bao quy đầu. Thì một khi đã hẹp bao quy đầu thì cũng nên chỉ định là nông cho trẻ. Thì cái chỉ định nông thì sẽ tùy thuộc cho bác sĩ khám, tức là những cái trẻ càng hẹp khít càng có nguy cơ bị nhiễm trùng tiểu, càng có nguy cơ khó khăn thoát nước tiểu ra ngoài, thì chúng ta sẽ phải càng nông sớm. Bởi vì chúng ta nông sớm giải thoát được đường tiểu thì cái điều mà cái lợi lớn nhất mà trẻ nhận được đó sẽ là giảm cái nguy cơ nhiễm trùng tiểu dưới. Và chúng ta biết là ở trẻ em mà nhiễm trùng tiểu thì thường thường nó kéo theo hàng loạt cái vấn đề nguy cơ khi mà hệ miễn dịch của trẻ còn chưa có tốt đó, thì nó dễ dẫn lan đến cái tình trạng nhiễm trùng toàn thân. Tuy nhiên cái việc mà nông bao quy đầu thì bác sĩ nông thì đơn giản, cái phần quan trọng nhất là sau đó về chúng ta phải tiếp tục dựa trên cái đà vừa mới nông đó để chúng ta rửa sạch và chúng ta nông bao quy đầu ra. Đặc biệt là với những cái trẻ em mà đã có cái tình trạng viêm bao quy đầu trước đó, tức là có hiện tượng dày dính ở khu vực bao quy đầu thì cái nông ở sau khi mà chúng ta nông ngay tại bệnh viện tức là nông ở nhà càng quan trọng hơn, là bởi vì ở những trẻ này thì bao giờ cái bao quy đầu nó cũng dày hơn, nó dính, và lúc chúng ta nông thì trẻ nó đau đớn hơn, nó khóc nhiều hơn và bố mẹ sẽ xót con hơn. Thì trong cái nghiên cứu học ta cũng đã xác nhận rằng các cái tình trạng viêm bao quy đầu do hẹp bao quy đầu mà chúng ta không giải quyết sớm thì có thể dẫn đến một loạt các cái bệnh lý mà trong đó có cả cái ung thư dương vật sau này. Cho nên giải quyết thì là phải làm sớm, và sau đó chúng ta nên tuân thủ đúng cái chỉ định của bác sĩ. Nếu không cho bao quy đầu nó hẹp tới hẹp lui thì lần sau sẽ càng khó nông hơn. Dạ, nhiều thính giả cũng thắc mắc rằng là cái tỷ lệ mà hẹp bao quy đầu ở những cái trẻ sơ sinh nam á, thưa bác sĩ, rất là nhiều, hơn 90%. Tuy nhiên nhiều người cũng thắc mắc là trước đây bậc cha chú thì không có vấn đề gì hết, mà tại sao thời gian gần đây thì cái độ tuổi trẻ sơ sinh gặp cái vấn đề này hơi nhiều, không biết lý do tại sao bác sĩ? Không biết con số thống kê mà tới 90% trẻ bị hẹp bao quy đầu thì ở đâu ra? Có phải là do một cái trung một cái cơ quan y tế mà chuyên về nghiên cứu khoa học và sử dụng đúng các cái test nghiên cứu thống kê để mà đưa ra cái kết luận này hay không, hay chỉ là trên nền một cái đơn vị, tức là một đơn vị ngoại khoa mà ở đó là tất cả mọi trẻ hẹp bao quy đầu đều dồn đến đó để mà xin điều trị thì con số nó mới tăng lên thôi, chứ còn mà chúng ta thống kê là thống kê trên toàn cái cộng đồng á thì chắc chắn không thể nào đạt tới con số này hết. Tuy nhiên cái hẹp bao quy đầu thì nó cũng có nhiều cái thể khác nhau, và như tôi nói từ đầu thì có cái tình trạng hẹp khít, là hẹp vừa hoặc là hẹp nhẹ. Đa số các trường hợp hẹp khít thì chúng ta mới cần nông ngay, còn những trường hợp mà hẹp vừa với hẹp nhẹ thì đôi khi qua cái quá trình tiến triển và phát triển của trẻ đó thì cái bao quy đầu nó sẽ giãn ra, nó dài ra, nó rộng ra hơn và trẻ có thể đi tiểu được một cách bình thường. Thì trước đây cái tình trạng hẹp bao quy đầu thật sự nó vẫn tỷ lệ nó cũng không có nhiều hơn so với hiện nay đâu. Tuy nhiên do chúng ta không chú ý, và như vậy thì những cái trường hợp hẹp vừa và hẹp nhẹ đó đôi khi chúng ta không phát hiện mà chúng ta không xem xét đó là một bệnh lý, bởi vì người Việt Nam mình trước đây không có thói quen đưa trẻ em đi khám lành mạnh, tức là khám để mà phát hiện bất thường ở cái bao quy đầu, mà chỉ khi nào có triệu chứng hẹp khít hoặc là viêm thì mới đem đến bệnh viện mà thôi. Trong khi đó các cái trường hợp mà hẹp nhẹ và hẹp vừa đôi khi thì lớn lên thì có cái tình trạng viêm nhiễm gì đó mới đến bệnh viện, chứ còn không có khám ngay từ lúc bé. Thưa bác sĩ, hiện nay một số phụ huynh thường thấy con mình có viêm đường tiểu hoặc là nó đỏ ở cái phần quy đầu thì mới đưa con đến bệnh viện khám và tiến hành nông bao quy đầu. Thì theo bác sĩ cái điều này có hợp lý hay không, hay là chúng ta phải quan sát như thế nào để có những cái can thiệp kịp thời trước khi mà trẻ có cái tình trạng viêm nhiễm? Viêm nhiễm là một biến chứng của hẹp bao quy đầu. Như vậy thì khi chúng ta đợi tới dấu hiệu viêm nhiễm chúng ta mới đi khám thì chắc chắn là đã muộn.
chúng ta phải điều trị một đợt viêm nhiễm cho em bé này. Và như chúng ta biết là cái gì mà viêm nhiễm thì nó cũng nguy cơ, nhất là ở trẻ em, là bởi vì miễn dịch của bé còn kém, nó không có đề kháng được, thì đôi khi cái tình trạng viêm này nó sẽ lan ra toàn thân. Cho nên có lẽ là chúng ta nên, sau khi mà chúng ta có em bé xong, thì chúng ta nên cho bé đi khám, kiểm tra cho em lành mạnh để mà xác định có cái tình trạng là hẹp bao quy đầu hoặc là một số các bệnh lý nào đó khác nữa không. Còn trong trường hợp mà chúng ta không có điều kiện nên đi khám thì bố mẹ cũng nên quan sát ngay tại nhà để tìm ra các cái dấu chứng của cái hẹp bao quy đầu ở giai đoạn sớm nhất và mang đến nhờ một cái thầy thuốc chuyên khoa họ giải quyết cho. Các triệu chứng thông thường sẽ là trẻ tiểu khó, ngay trước khi tiểu thì trẻ vặn mình, trẻ rặn nhiều, thì lúc trong cái thời gian tiểu thì nước tiểu ứ động ở cái bao quy đầu làm cái bao quy đầu nó phồng lên, và sau đó sau khi tiểu xong thì nó mới sạch từ từ. Tiểu xong rồi thì cái nước tiểu nó không có hết sạch mà nó nhỏ giọt tiếp theo sau khi mà bé tiểu nhanh. Và những cái đứa bé này thì thông thường chúng ta khi mà chúng ta vuốt ngược cái bao quy đầu lên thì cái lỗ bao quy đầu nó hẹp thích nhỏ xíu và chúng ta không thể nào vuốt thấy được cái phần mà da bên trong của bao quy đầu. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dựa trên một số các cái triệu chứng, có nhiều đứa cái bao quy đầu nó dài thì nó không có những cái triệu chứng này, chúng ta cũng thấy là cái phần bao quy đầu nó dư quá, nó dài quá nhiều so với cái phần cái đầu quy đầu, thì đó cũng là cái triệu chứng mà chúng ta nên nghi ngờ rằng có hiện tượng dài bao quy đầu hay là hẹp bao quy đầu. Rồi một câu hỏi nữa mà thính giả cũng chuyển đến bác sĩ Yến Phi là ở cái độ tuổi nào thì chúng ta nên đưa bé đi nông bao quy đầu, ví dụ như bé quá nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì chúng ta có nên nông bao quy đầu cho bé hay không ạ? Nông bao quy đầu sẽ được tiến hành dựa trên chỉ định của bác sĩ chứ không phải là dựa trên cái ý muốn của bố mẹ là muốn nông sớm hay nông trễ, là bởi vì những cái trường hợp mà hẹp khít bao quy đầu đôi khi chúng ta phải nông ngay khi bé sau sinh. Hẹp khít quá nó không đi tiểu được mà nó cứ vặn vẹo, nó khóc suốt ngày và cái nước tiểu nó ứ động lại như vậy thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng viêm nhiễm và chắc chắn chúng ta phải giải quyết sớm càng tốt. Còn các cái trường hợp mà hẹp nhiều vừa và hẹp nhẹ đó, thông thường chúng ta cũng có thể đợi đến một tuổi cho chúng ta mới nông. Tuy nhiên hiện nay thì cái nông bao quy đầu nó có thể tiến hành trong giai đoạn mà trước một tuổi được, chứ không phải là phải chờ tới sau một tuổi hay là sau hai tuổi như ngày xưa. Là bởi vì ngày xưa cách giải quyết cái hẹp bao quy đầu là người ta cắt bao quy đầu, và hiện nay chúng ta chỉ nông và dùng các cái biện pháp cơ học để kéo giãn cái bao quy đầu thôi. Cho nên nó thường thường nó an toàn và nó ít xâm lấn đối với trẻ. Dạ, và một câu hỏi cuối cùng nữa cũng liên quan đến vấn đề này, đó là thính giả hỏi rằng là con của mình đã nông bao quy đầu nhưng mà sau đó cái tình trạng hẹp nó cũng trở lại, thì theo bác sĩ cần làm gì để tránh cái tình trạng trở lại này ạ? Nông bao quy đầu thì tùy thuộc vào cái mức độ hẹp, thì chúng ta có thể nông một lần, hai lần hay ba lần gì đó. Thì thông thường sau khi mà chúng ta nông bao quy đầu xong thì bởi vì cái bao quy đầu nó đang khít hẹp nhỏ và chúng ta nông rộng ra thì trẻ sẽ bị đau đớn, sẽ đi tiểu khó. Tiểu thì không có khó nhưng mà lúc mà trẻ đau thì trẻ sẽ không có chịu rặn tiểu, và lúc đó thì chúng ta có cảm giác như là trẻ khó đi tiểu hơn. Thì chính vì vậy cho nên bố mẹ ở nhà sau khi mà thầy thuốc nông bao quy đầu tại cơ sở xong á, chúng ta về nhà thì vẫn phải tiếp tục làm cái động tác kéo ngược bao quy đầu lên để tiếp tục nông, tự nông. Thì thường là một ngày chúng ta làm khoảng chừng 2 lần và 3 lần khi mà bé tắm, khi mà bé đi tiểu xong là chúng ta làm vệ sinh đường tiểu cho bé. Thì cái động tác nông này thật sự nó cũng phải cần phải gọi là mạnh dạn, chúng ta phải kéo được cái bao quy đầu nó tụt xuống giống như là thầy thuốc nông, sau đó chúng ta trả lại vị trí bình thường. Thì nếu chúng ta làm cái động tác này mà tốt á thì cái bao quy đầu hầu như là mỗi ngày đều được nông giãn ra và triệu chứng đau nó giảm dần. Còn đôi khi bố mẹ sợ quá, chúng ta không dám kéo tụt lên thì cái bao quy đầu chỉ nông có một lần nó đang giãn ra như vậy, sau những cái ngày tiếp theo nếu mà không được tiếp tục kéo giãn thì nó sẽ có khuynh hướng co lại và cái bao quy đầu nó sẽ hẹp và chúng ta phải đi nông lại. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp là bao quy đầu nó hẹp khít quá đó, chúng ta nông một lần thì cái động tác kéo của chúng ta vẫn chưa đủ để mà có thể là bố mẹ tự kéo lên trên được, thì trong những trường hợp này thì thường bác sĩ sẽ hẹn lại và chúng ta nên đem bé đi tái khám để nếu cần thì nông cái lần hai trước khi bố mẹ tự nông ở nhà. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Yến Phi có những thông tin tư vấn đến quý vị thính giả về những cái thông tin liên quan đến việc hẹp bao quy đầu mà quý vị thính giả cũng đã liên tục chuyển về cho chúng tôi trong tuần qua. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tư vấn trực tiếp. Chúng tôi xin được nối máy với vị thính giả đang chờ đầu dây bên kia. Alo. Alo. Dạ xin chào chị. Dạ bác sĩ Yến Phi cũng đang nghe chị đó. Mời chị đặt câu hỏi đi ạ. Dạ bác ơi, cho em hỏi là bé của em nay được 3 tháng rưỡi mà nó chích cái mũi 6 trong 1 đầu tiên á. Mà bây giờ tới tháng thứ 2 rồi, bắt đầu tháng 2 mà vaccine nó hết nửa tháng nay rồi. Vậy chờ bao lâu thì được hả bác?
Thông thường thì dạ thông thường thì cái mũi tiếp theo thì nên chích đúng thời hạn, tức là 1 tháng hay sau cái mũi đầu tiên, thì đó là cái thời gian mà tốt nhất để cái miễn dịch của bé được nối tiếp theo và tạo thành cái miễn dịch cho cơ thể bé. Cho nên trong trường hợp mà chúng ta chích ở một cái địa điểm đó mà nó hết vaccine á, thì mẹ có thể liên lạc với những cái nơi khác để xem là có còn vaccine không, và chúng ta chích cái mũi thứ hai cách mũi thứ nhất 1 tháng là tốt nhất. Tuy nhiên cũng có những trường hợp là vaccine hết toàn bộ trên toàn thành phố, hay là chúng ta không tìm ra cái vaccine đó, thì trong trường hợp này bắt buộc chúng ta phải chờ thôi. Và cái chờ thì có khi là 1 tháng rưỡi, 1 tháng rưỡi sau hoặc là 2 tháng sau thì chúng ta mới chích, thì lúc đó cái khả năng miễn dịch của bé nó có kém hơn một chút, nhưng mà chúng ta tại vì chúng ta nhắc lại mũi 2 rồi mũi 3 nữa đó, cho nên chúng ta cũng có thể an lòng là cái miễn dịch tạo thành có thể đủ để giúp bé chống được bệnh. Thì bây giờ trước mắt là chắc mình đi hỏi thử nơi khác thì có cái loại vaccine đó không đó mẹ. Dạ, tôi có hỏi tất cả nơi khác nhưng mà giờ còn vaccine 5 trong 1 đó bác, thì chích đó là không có mũi viêm gan B, vậy chừng nào mà bổ sung mũi viêm gan B đó? Như vậy thì ngay sau khi mà có cái mũi viêm gan siêu vi B rồi thì chúng ta có thể bổ sung mũi đó được mẹ. Dạ không có, bây giờ chích mũi, bây giờ hỏi là không chích có 5 trong 1 đúng không? Tức là bé chích một mũi đầu là mũi ở phường có viêm gan siêu vi B luôn. Mũi đầu là ở dịch vụ luôn đó, là 6 trong 1. Là 6 trong 1 đúng rồi. Dạ. Rồi mũi thứ hai là 5 trong 1. Dạ đúng rồi, như vậy thì chúng ta cũng đồng thời chích ngừa luôn cái mũi gan siêu vi B luôn lúc này được mẹ, nếu mà có thuốc. Tức là chúng ta không chích 6 trong 1 mà chúng ta chích mũi 5 trong 1 và chích mũi gan siêu vi B cùng lượt được. Hai mũi liền nhau được ha? Được mẹ, chích cùng một lượt hai bên hai tay. Nếu bây giờ mà không có thuốc dịch vụ mà bé đó chích mũi dịch vụ đầu tiên là 6 trong 1 rồi. Rồi bây giờ mà chích ở phường được không bác? Được mà, tại vì tất cả các cái vaccine nó đều được xác định trên một cái vaccine đa giá đó, nó xác định trên cái nền là chúng ta sẽ chích bao nhiêu vi khuẩn và cái lượng vi khuẩn nó được làm yếu như thế nào, thì thông thường nó cũng không khác biệt nhau giữa các mũi lắm đâu ạ. Dạ. Vậy là có nghĩa là dịch vụ mà chích thì quay lại phường cũng được, mà ở phường bây giờ chuyển qua dịch vụ chích cũng được hả bác? Đúng rồi, mẹ có thể chuyển qua dịch vụ để chích được. Dạ. Dạ. Rồi cho em hỏi là bé nó có cái đầu nó có cái ngay cái mỏ ác rồi nó bác, có cái bầy chân đen 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 trâu á. Cái đó là mình để cho nó tự hết hay mình có can thiệp gì không bác? Các cái tình trạng mà dân gian mình hay gọi là cứt trâu ở trên mỏ ác của bé, trên cái thấp trước á, thì trong khoa học người ta gọi đó là một cái tình trạng viêm da tiết bã, tức là các cái tuyến ở bên dưới cái da mô dưới chân tóc của bé nó tiết các cái bã ra và đóng lại thành cái gốc trâu như thế này, thì chúng ta cũng không nên cạy phá, bởi vì cạy phá thì nó sẽ làm tổn thương tới cái da đầu của bé. Tuy nhiên nếu mình để mà nó dày quá đó cũng ảnh hưởng tới quá trình phát triển của tóc, cho nên chúng ta nên làm mềm nó và cạy từ từ. Tức là trước khi mà tắm khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ thì mẹ dùng cái dầu ăn á, mẹ dầu mà dầu phộng, dầu đậu nành mà mình ăn á, dùng dầu bông gòn thấm và chúng ta dùng các cái loại dầu nào cũng được, mà chúng ta thấm lên, cho chủ yếu là cho nó thấm đều cái dầu lên trên cái phần gốc trâu đó và để 1 tiếng đồng hồ sau cho nó mềm. Khi mà sau khi chúng ta tắm cho bé thì chúng ta gội đầu bình thường, và mặc dù chúng ta không cố gắng cạy nhưng mà chúng ta có thể dùng một cái miếng bông á để chúng ta chà miếng, hay là cái khăn sữa gì đó, thì dùng xà bông tắm cho bé và chà nhẹ nhàng để mà làm tóc dần dần, thì thường chúng ta làm như vậy khoảng chừng 1 tuần lễ thì các cái vết tóc trâu nó tóc ra hết. Dạ, cho nên cái bọn ăn mềm mềm không dám đụng vô. Dạ, cái bên dưới của mỏ ác thì nó là cái thóp đó mà, tức là các cái xương nó chưa có liền nhau. Tuy nhiên khi mà chúng ta dùng cái khăn sữa để mà chúng ta chà, thì chúng ta chà theo cái chiều ngang, mà chúng ta chà ngang trên bề mặt như vậy nè, và chung quanh bé, chung quanh cái phần thóp đó nó cũng có xương, cho nên chúng ta cứ chà ngang trên bề mặt thì không nguy cơ đâu ạ. Dạ, cái này bé mà đi chích ngừa về bác, mà nó bé chưa sốt mà có uống thuốc hạ sốt được không bác? Thuốc hạ sốt thì uống khi nào bé sốt trên 28.5 độ mẹ ha. Bởi vì cái việc mà sốt sau khi chích ngừa là một phản xạ tốt, nó chứng tỏ là cơ thể của bé đang phản ứng với cái mũi chích và tạo thành miễn dịch. Cho nên nếu như mà chúng ta uống hạ sốt ngay thứ nhất là nó không có tác dụng gì hết trơn, vì nó có sốt đâu mà nó hạ. Cái thứ hai là nó hại trên gan của đứa bé. Và cái thứ ba nữa là nếu như giả dụ nó sốt lên mà mẹ chặn sốt liền ngay lập tức, tức là cơ thể của bé nó không tạo thành miễn dịch được, thì cái mũi chích ngừa đâu có tác dụng gì đâu mẹ. Cho nên đã chích ngừa là không có sợ bé sốt, chúng ta chỉ sợ bé sốt quá nhiều thôi. Và thường thường thì trên 38.5 thì mình mới cho uống hạ sốt. Dạ. Thế em có em bé nó 4 tuổi mà nó 23 kg, cao mấy lại 5 bác. Bây giờ bé béo phì rồi, bây giờ bác tư vấn giùm bé cho bé ăn uống làm sao đó bác. Dạ, bé mà 4 tuổi tức là hiện nay bé đang đi học đúng không ạ? Đi học ở nhà trẻ. Dạ, gần 4 tuổi rồi.
Dạ rồi, tức là bé đang đi học ở nhà trẻ và như vậy thì đa số cái khẩu phần ăn trong ngày của bé thì là do nhà trẻ quyết định. À, và với cái chiều cao hiện tại của bé thì con mình đang thừa khoảng chừng 5 kg đó ạ. Tức là tối đa bé được 18 kg đó, mà bây giờ thì bé có 23 kg. Thì chúng ta sẽ không có giảm cái số ký này mà chúng ta sẽ giữ cái cân nặng này và tiếp tục thúc đẩy để cho chiều cao của bé phát triển là chủ yếu ha. Thì cái nguyên tắc chung là chúng ta sẽ tăng sữa và giảm ăn. Chính vì vậy bạn sẽ phải nhờ cô giáo trong trường phối hợp với mẹ để chúng ta có thể là giúp cho bé tăng chiều cao mà đứng cân nặng lại. Tức là trước mỗi bữa ăn chính của bé, ví dụ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, trước mỗi cử như vậy thì chúng ta sẽ cho bé uống khoảng chừng 150 ml sữa, và sữa của bé thì không béo và không đường. Sau khi uống sữa xong thì chúng ta cho cái ăn bữa ăn bình thường, nhưng mà không phải là nguyên một bữa mà số lượng giảm đi chỉ còn một nửa bữa bình thường thôi. Trong giữa ba cái bữa chính này thì chúng ta sẽ cho ba cái bữa phụ, và các bữa phụ này có thể dùng sữa nè, có thể dùng các thức ăn nhẹ không có nhiều năng lượng, không có nhiều chất béo, không có vị ngọt. Thì chúng ta lưu ý là không cho bé ăn vặt ha, cần tránh tuyệt đối tất cả những cái thức ăn mà có vị béo, có mỡ dầu, có mỡ, như thức ăn chiên, quay, những cái hạt có dầu, fast food, rồi những cái thực phẩm mà có người ta trộn sốt á, có những cái loại sốt như là sốt đậu phộng hay là nước cốt dừa cũng không ăn được. Và thứ hai là bé không nên ăn ngọt, ngay cả trái cây ngọt. Thì cái tổng lượng sữa trong ngày của bé thì để bé lên được chiều cao tốt thì trong độ tuổi này chỉ cần vào khoảng 800, là tại vì bé mình nó không có lên chiều cao được nhanh như cái giai đoạn trước đó nữa đâu. Bây giờ chủ yếu là chúng ta duy trì cái xương, cái sự phát triển của bé. Thì bên cạnh chế độ ăn đó thì chúng ta cũng lưu ý là bé sẽ phải tập luyện thể dục thể thao. Chúng ta hạn chế cái việc cho bé ngồi một chỗ xem TV hay là chơi game gì đó. Chúng ta nên thúc bé đi chơi, chơi bất kỳ môn nào, có thể là xe đạp, là đá bóng, bơi lội. Và ngày nào cũng vậy, cái thời gian tập luyện tích cực của bé là khoảng tối thiểu là 1 tiếng đồng hồ. Còn cái thời gian còn lại thì cũng nên cho bé chơi những cái trò chơi năng động, chứ không nên ngồi một chỗ xem TV. Dạ, một ngày là bé có cho bé đi đạp xe đạp khoảng 30-40 phút thôi bác. Phải là 1 tiếng đồng hồ là tối thiểu, mà cái thời gian còn lại thì sao, bé làm cái gì? Thì bé nó cũng chạy nhảy, rồi nó chơi đủ thứ. Một ngày chị cho nó chơi ngồi coi TV nửa tiếng, không cho coi nhiều quá. Đúng rồi, nhưng vậy thì tốt, mà như vậy là cái vận động của bé tốt. Chúng ta chỉ cần lưu ý giảm cái chế độ ăn, không cho ăn béo và ăn ngọt nữa thôi mẹ. Vậy một ngày bây giờ cho bé uống 4 hộp sữa 880 không? Dạ đúng rồi, nhớ nhưng mà cái sữa đó là thay một nửa bữa ăn đó mẹ nha. Tức là chúng ta cho uống ngay trước cái bữa ăn, uống xong rồi cái bữa ăn của bé bị cắt một nửa, bé chỉ có ăn có một nửa bữa thôi, chứ không phải là bé ăn bữa bình thường xong rồi uống thêm sữa vô thì bé sẽ tăng cân đó. Dạ. Không, một bữa là cho bé có ăn có 1/2 chén cơm với 20 g thịt cá thôi, còn như cho ăn rau không á. Dạ, còn bé còn không ăn vặt nữa nha, những cái bữa phụ, bữa vặt các cái loại rau u, rau bán sữa này nên nó tránh. Dạ. Mà bé này cũng không có ăn kẹo bánh, không uống nước ngọt gì hết, nó không uống gì hết đó. Mà sao cái răng ở cái mặt trong của nó xong bị đen là sao bác? Hồi xưa mẹ có cho bé bú ban đêm không? Tức là bú ngậm bình sữa bú đêm á, mẹ có không? Tới mấy tuổi mới hết rồi đó. Tới chưa được 2 tuổi là nó bỏ bình luôn đó rồi. Còn như mà ban đêm mẹ có cho nó uống sữa ban đêm không? Dạ, hồi đó là cũng có đêm có uống một lần thôi, tới 15 tháng là nghỉ hết luôn rồi. Tới 5 tháng là nghỉ với không uống sữa đêm đúng không mẹ? Tới 15 tháng là nghỉ. 15 tháng đúng rồi, đó chính là lý do tại sao răng bé nó bị hư đó mẹ. Thông thường thì trẻ sẽ không còn bú ban đêm nữa vào khoảng chừng 8-9 tháng và tối đa 12 tháng là mình đã ngưng bú sữa đêm. Và những cái trẻ mà bú sữa bình á, thì thường thường sau 12 tháng mình nên tập chuyển dần qua cái dạng bé uống bằng ly, bằng ống hút. Bởi vì cái động tác mà bú sữa, đặc biệt là bú ban đêm, nó sẽ làm giữ cái sữa lại trên bề mặt răng, và các cái vi khuẩn sẽ dễ biến đổi các cái sữa, những cái cặn sữa này thành các cái axit, và axit này nó sẽ ăn, nó gây xiết gây sâu răng. Thì bây giờ nó đã bị rồi, chúng ta không làm gì được nữa đâu, thì mình cứ để như vậy ha. Thì có thể là đến lúc mà bé thay răng vĩnh viễn á, thì cái răng sau nó sẽ tốt hơn. Với em, bác sĩ mất tư vấn cho em á, là em giờ em sinh xong á, mà em đang cho bé bú mẹ, mà em bị dư cân nhiều quá đó rồi. Dạ, dư cân thói hồi. Dạ, ơi, nếu như mà đang trong giai đoạn cho con bú mẹ là chúng ta không được phép giảm cân mẹ. Bây giờ chúng ta ngưng cho bé bú thì chúng ta mới giảm cân được ha. Trong thời gian này mẹ chỉ lưu ý là mình ăn uống bình thường, uống đủ sữa nhưng mà không được bồi bổ quá đáng. Chúng ta không ăn đồ béo, không ăn đồ ngọt, chứ còn chúng ta không được phép giảm cân trong giai đoạn mà đang cho con bú. Dạ, nếu mà không ăn đồ béo thì có giảm tới chất béo ở trong sữa không bác? Không ăn chất béo thì trong người mẹ thì đang có dư thừa chất béo mà mẹ. Chúng ta không có sợ cái chuyện béo ơi, mẹ thiếu đâu. Hiện nay mẹ thiếu chủ yếu là các vitamin, các chất khoáng, chất đạm. Chứ còn chất béo thì mình lại không thiếu. Dạ. Dạ.
sao em có trên tư vấn mà trên trên TV mà sao có nhiều bác sĩ thì nói là cái chế phẩm từ sữa mà sau phô mai mà vẫn cho bé dưới 6 tháng ăn được là sao? À, thật sự thì bé ăn thì bé vẫn tiêu hóa bình thường. Cái việc mà không sử dụng các cái chế phẩm từ sữa như phô mai, da ô hay là sữa tươi cho bé dưới 12 tháng tuổi đó thì nó liên quan tới vấn đề dị ứng mà. Bởi vì ở những cái trẻ dưới 12 tháng tuổi thì hệ tiêu hóa của trẻ phát triển chưa có hết. Do đó cái sự tiêu hóa protein nó không tốt và nó sẽ hấp thu nguyên một cái chuỗi protein và nó kích hoạt cái cơ chế dị ứng. Và cái việc mà làm cho người ta không muốn cho trẻ dưới 12 tháng tuổi ăn các cái loại thực phẩm mà nguyên protein bò này chính là để ngăn ngừa cái tình trạng dị ứng và bệnh lý tự miễn sau này, chứ không phải là bé tiêu không được. Bé ăn vô nó cũng tiêu hóa được, cũng có thể nó bình thường, nhưng mà nó tăng cái nguy cơ bệnh lý dị ứng như là bị suyễn, bị chàm hay là bệnh lý tự miễn sau này. Cảm ơn bác nha. Dạ rồi, chào chị, cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Dạ bây giờ sẽ là chị thính giả thứ hai ạ. Alo. Dạ. Alo, chào chị ạ, chị nghe chương trình rõ không? Dạ em nghe rõ chị ơi. Dạ, mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ Yến Phi đi ạ. Dạ. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Dạ chào chị. Dạ, em có câu hỏi em muốn hỏi bác sĩ là em có một cháu trai, cháu được 27 tháng mà cháu được chiều cao là được 82 mà cân nặng thì được 13 kg đi bác. Dạ. Mà cái đường ruột của cháu thì nó rất là yếu ạ. Và cháu nó rất là hay là bị ví dụ em cứ cho cháu ăn cái gì mà là nạ vào là nó hay bị đi cầu lắm bác ạ. Dạ. Vâng, mà bé của mình thì bây giờ nó đang bị suy dinh dưỡng rồi đó mẹ. Dạ. Cháu. Mà bác ơi, em nuôi cháu là đến cả năm rồi mà nó không lên được ký nào đâu bác. Rồi, bây giờ bác cho bác đi hỏi lại một tí xíu về chế độ ăn của bé. Hiện giờ bé ăn cháo hay ăn cơm? Ừ, cháu thì nó nói chung là cháo hay là cơm hay là cái gì thì cháu nó cũng ăn hết, nhưng mà nó ăn ít thôi chứ nó không có mẹ ăn đang nhiều. Cho bé ăn cái gì là chính à? Tức là cái đồ ăn hiện nay mà mẹ đang áp dụng cho bé là như thế nào đấy ạ? À? Tức là cái này mẹ cho bé ăn ra làm sao? Dạ. Dạ, sáng thì thường thường em hay cho cháu ăn cháo. Ăn cháo xong rồi đến độ 9 giờ, hơn 9 giờ thì em cho cháu nó uống 150 sữa. Dạ. Xong đến trưa là em cho ăn cơm. Rồi em cứ xen kẽ vậy đó, cơm hay là trứng. Rồi, cơm thì bé ăn được bao nhiêu một bữa? Cháu ăn được độ lưng bát gì đó. Lưng bát cơm, dạ rồi. Rồi gì nữa nè? Rồi thì hiện giờ bé còn bú sữa mẹ gì không hả? Dạ cháu không ạ, cháu nó ngưng sữa em từ khi nó 9 tháng là nó không có bú dạ sữa rồi. Mẹ nữa rồi. Từ 9 tháng tuổi là không bú sữa mẹ nữa rồi. Dạ. Thì bé con mình thì hiện nay nó có một cái vấn đề là nó đang bị suy dinh dưỡng. Tức là chiều cao nó thiếu khoảng chừng 4 cm nữa so với là cái độ tuổi 4-5 phân đó mà. Còn cái cân nặng thì nó thiếu khoảng chừng 2 kg. Và cái điều quan trọng ở đây là bé đã vượt qua cái mốc 24 tháng tuổi. Bởi vì vượt qua cái mốc này cho nên cái phục hồi chiều cao thì hầu như chúng ta khó làm lắm. Bởi vì cái sinh lý của đứa bé mà tới giai đoạn sau 2 tuổi là nó chậm phát triển chiều cao lại. Thì có vẻ đây là một cái tình trạng suy dinh dưỡng mà đã trường diễn rồi. Tức là nó kéo dài từ lâu rồi chứ không phải là mới đây. Và chính vì vậy nó mới ảnh hưởng đến cái chiều cao của bé. Để phục hồi cái tình trạng dinh dưỡng thì chúng ta có hai việc phải làm. Thứ nhất là chúng ta phải phục hồi cái đường ruột của bé. Và cái việc thứ hai là chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng đúng theo cái khả năng tiêu hóa của đường ruột. Để phục hồi cái đường ruột, cái đầu tiên mẹ chú ý ha, bé mình phải được điều trị triệt để các cái bệnh lý viêm nhiễm ở vùng mũi họng. Cái đứa bé này mà nếu mà nó viêm họng nè, viêm VA, viêm tai giữa, viêm mũi mà chúng ta không điều trị triệt để mà để nó bị sổ mũi, bị ho, bị kéo dài cái tình trạng viêm mũi họng thì suốt ngày nó sẽ nuốt cái vi khuẩn ở đó vào trong đường ruột, tức là nó nuốt cái nước giải, nước mũi gì đó vào trong đường ruột, và trong những cái nước dịch tiết này nó có cả vi khuẩn và nó sẽ gây viêm đường ruột liên tục. Cho nên cái điều đầu tiên, cái việc số 1 chúng ta cần làm là phải đi điều trị triệt để các cái bệnh lý ở vùng mũi họng, vùng tai cho bé. Còn nếu như mà bé bị những cái đợt liên tục cách nhau khoảng chừng 1 tháng thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái chuyện là phải điều trị triệt để cái tình trạng này. Song song với cái việc mà chúng ta cho bé uống thuốc, có trong đó có kháng sinh, nhớ là phải uống đủ liều mẹ nha. Bác sĩ cho 7 ngày là phải uống 7 ngày, mà cho 10 ngày phải uống đủ 10 ngày. Thì chúng ta cần phải làm sạch cái mũi họng của bé bằng cách là rửa sạch các cái vùng mũi họng liên tục. Chúng ta dùng cái muối sinh lý để mà rửa hết các cái chất cặn bã đàm nhớt trên mũi. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai liên quan tới cái phục hồi niêm mạc ruột á, là bé nó sẽ có những cái đợt tiêu chảy. Và sau những cái đợt tiêu chảy này thì thông thường chúng ta có thể dùng thêm các cái loại men để hỗ trợ ruột cho bé. Thì men này có thể là các cái loại men vi sinh, các cái loại men tiêu hóa như men tụy mật,
Thì cái này thì chắc chắn là cái người ghi toa phải là bác sĩ, cho nên khi bé đi điều trị các cái đợt bệnh đó thì mẹ xin thêm bác sĩ ghi toa các cái men tiêu hóa để sử dụng khi mà con mình đã hết bệnh. Lưu ý là các cái men tiêu hóa này chỉ có tác dụng khi con mình hết bệnh thôi, chứ đang bệnh mà uống thuốc bổ hoặc là uống men tiêu hóa thì hoàn toàn không có tác dụng, mà ngược lại cái thuốc bổ nó còn nuôi vi khuẩn và làm cho đứa bé nó rau hết bệnh hơn nữa. Rồi đó là cái việc thứ hai. Bây giờ em hỏi bác là cháu nó đi cầu là phân nó rất là hôi bác ạ. Mẹ ơi, bác Vy đang nói đây nè, thì mẹ mà chịu khó mẹ nghe cái chu trình nha. Tức là cái chu trình thứ nhất là phải điều trị bệnh. Cái phân hôi chính là việc mà bé nó bị, bác Vy hỏi lại một chút là bé nó có bị viêm mũi họng thường xuyên không, ngạt mũi, sổ mũi, thò lò mũi xanh, tối ngủ ngáy, là sáng dậy nhợn ói, có không ạ? Dạ, cháu nó thì nó rất là hay bị viêm mũi ạ. Đó, thì bác Vy nói với mẹ là cái việc đầu tiên chúng ta đi điều trị mũi. Sau khi điều trị xong cái phần mũi họng thì chúng ta sẽ điều trị lan xuống ở cái phần ruột và chúng ta mới phục hồi cái niêm mạc ruột. Còn cái phần nơi cầu ra mà cái mùi hôi mà đi phân lỏng chính là một cái hiện tượng của những trùng tiêu hóa đó mà, vi trùng là chính từ cái mũi liên tục là chảy xuống trong họng cho bé. Cho nên cái việc đầu tiên mẹ làm chính là cái chuyện chúng ta phải điều trị mũi họng cho bé là vậy đó mẹ. Rồi sau khi mà chúng ta điều trị xong thì chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện phục hồi dinh dưỡng cho bé được. Bởi vì lúc này mà mẹ càng đưa thức ăn nhiều vào thì bé càng ăn không được. Cho nên bây giờ trong cái giai đoạn mà đang điều trị là chúng ta chỉ cần phục hồi dinh dưỡng theo kiểu là được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thì mặc dù con mình là 27 tháng tuổi thật, nhưng mà cái chiều cao và cân nặng hiện nay của bé nó tương đương với một bé khoảng chừng 18 đến 20 tháng thôi. Cho nên chế độ ăn của nó phải là chế độ ăn của cái bé nhỏ. Thì như vậy thì một cái cách thứ nhất á, cái điều thứ nhất để chúng ta cung cấp năng lượng thường xuyên và giúp bé tăng chiều cao nhanh á, là chúng ta sẽ cho bé uống sữa tối đa. Cách uống sữa tối đa là chúng ta sẽ uống sữa thay nước mà. À, thường thường các cái loại sữa mà chúng ta dùng thì có thể là sữa bột, sữa nước, sữa tươi, sữa gì cũng được hết, là chúng ta cho bé uống khi nào bé khát. Thì mỗi lần bé uống khoảng chừng được 30-50 thôi, nhưng mà bé uống suốt cả ngày. Thì như vậy thì tổng số lượng sữa trong ngày thì sẽ được cung cấp cho bé được khoảng chừng 1 lít. Rồi thì như vậy thì bé mới phát triển được chiều cao. Chứ hiện nay mà cho uống chỉ có một ngày khoảng 3 lần, một lần khoảng 150ml sữa thì không cách gì phục hồi được cái chiều cao cũ, huống chi là còn lên cả cái chiều cao mới nữa. Cho nên chúng ta sẽ cho uống sữa thay nước suốt ngày. Cái thứ hai là một ngày bé sẽ ăn 4 cữ sáng, trưa, chiều, tối. Thì với bé này có lẽ là chúng ta nên cho ăn cháo, và cách nấu cháo là để cung cấp đủ cái lượng chất béo cần thiết cho bé, thì chúng ta nấu giống như là đối với trẻ 18-20 tháng vậy đó. Tức là mỗi một chén cháo đặc mẹ sẽ cho một muỗng thịt cá, không cần nhiều thịt cá bởi vì bé uống sữa nhiều, một muỗng thịt cá, hai muỗng rau bằm nhỏ và một muỗng dầu đầy. Tức là cái muỗng này là chúng ta dùng cái muỗng canh ăn phở để đông, và một ngày đó ăn 4 lần như vậy. Thì thỉnh thoảng mẹ cũng có thể đổi, tức là thay vì cháo thì mình cho ăn cơm, nhưng mà vẫn phải đảm bảo đủ lượng là cứ một chén, nửa chén cơm là một thịt, hai rau với một dầu, hoặc là các loại bún, phở thì chúng ta cũng thay đổi tương đương như vậy. Dạ. Với lại em hỏi bác một câu nữa. Em cho em cứ thường xuyên là em cứ hay mua, vì cứ mỗi lần cháu nó bị đi cầu là nó cứ kéo dài phải 3-4 ngày là nó cứ đi cầu nước sệt sệt mà vàng vàng á bác. Xong em cứ đi ra em mua cái gói mà bio baby á bác. Mẹ ơi, bác Vy đã nói ngay từ đầu, bước số 1 của mình là trị viêm mũi họng, đúng không ạ? Trị xong cái viêm mũi họng rồi, bước số 2 nó xài tới men tiêu hóa. Bây giờ nếu như bé mà đang bị viêm mũi họng, bé đang nuốt vi trùng từ mũi xuống tới đường ruột và gây viêm đường ruột, mà mẹ mua mấy cái gói men bio đó uống thì nó không có tác dụng gì cả mẹ. Nó sẽ không có tác dụng phục hồi men đường ruột cho con mình. Cho nên bước số 1 là mẹ phải trị xong cái viêm mũi họng cho con đã, sau bước số 2 mình mới xài tới cái men. Thì cái men này nó gồm có nhiều loại men, không phải là men bio không. Ngoài cái men bio nó còn men tụy, men mật nữa. Và bác sĩ sẽ phải ghi toa để mà bé sử dụng cái men này. Thì cái thời gian sử dụng các cái men để phục hồi đường ruột là kéo dài 2 tuần lễ đến tối đa là 4 tuần lễ, chứ không phải chỉ có vài gói, 5-3 gói là được mẹ nha. Bữa này bác cho em hỏi nữa mà. Em có một cháu bé, nó cháu gái mà cháu 9 tuổi rồi, mà cháu nặng được có 2-3 kg à bác. Nó người ăn lắm bác ạ. Những cái đứa bé có lẽ là mẹ nuôi con là bé nào cũng bị lười ăn, bị suy dinh dưỡng, là có thể là do cái cách mình cho ăn ngay từ đầu á mẹ, làm cho đứa bé nó sợ bữa ăn, nó không thích bữa ăn, và dần dần thì nó trở thành một cái đứa suy dinh dưỡng, mà càng suy dinh dưỡng thì nó càng lười ăn. Thì với một cái bé 9 tuổi thì chắc chắn là chúng ta cũng phục hồi tương tự như là bé này, để giúp bé lên được chiều cao, chúng ta phải cho uống tối đa cái lượng sữa trong ngày bằng cách là khuyến khích bé uống sữa thay nước. Khi bé đi chơi thể thao về đang đổ mồ hôi như vậy thì chúng ta đưa hộp sữa cho bé uống, và bé uống thay nước thường xuyên như vậy để đạt được cái số lượng sữa tối thiểu là khoảng 800 mỗi ngày thì bé mới lên được chiều cao.
Cái thứ hai là các cái bữa ăn trong ngày của bé, chúng ta không cho bé ăn vặt mẹ nha. Không bánh, không kẹo, không chè, không có cái gì hết. Bé phải ăn vào đúng cái bữa chính. Thì vào ngay cái bữa chính của bé thì bé sẽ được ăn các cái món mà cung cấp năng lượng trước. Cho nên ví dụ như là bé sẽ ăn cơm với nước tương. Ăn hết chén cơm với nước tương xong mình sẽ ăn con tôm hay là một miếng thịt gì đó ăn vả. Và cuối cùng tới mới ăn cái rau. Tức là trong số những cái thực phẩm không có năng lượng thì mình ưu tiên năng lượng từ bột đường trước nè. Xong có năng lượng từ đạm. Và cái thứ ba mới là các cái loại rau và trái cây. Thì sau cái bữa ăn này bé có thể tráng miệng thêm trái cây, da ô, sữa chua rồi bán sữa gì cũng được. Nhưng mà chắc chắn là chỉ tráng miệng ngay sau cái bữa ăn chính và bé hoàn toàn không được ăn vặt vào các cái bữa khác. À, các cái bữa chính của bé thì sáng, trưa, chiều, tối thành ra 4 bữa đều là bữa chính đó các mẹ. Thì mỗi bữa mình có thể ăn một chén chất bột. Thì chất bột này á, không chắc phải là cơm mà nó có thể ăn bánh mì, ăn bánh bích quy, ăn bánh chưng, bánh tét, bánh giò, bánh gì cũng được. Nhưng mà thường nó phải ăn xong cái chén chất bột chúng ta mới xài tới cái chén đạm. Chứ còn nếu như trước bữa ăn mà cho nó ăn cái bánh hay cái bánh ngọt thì đó, trước bữa khoảng chừng 10-15 phút thì chắc chắn đường huyết nó tăng và bé nó sẽ lười ăn tiếp tục. Mẹ cũng lưu ý mẹ là nếu như mà bé nó có bị bệnh gì ở răng á thì chúng ta đi chữa răng cho bé thì bé nó nhai dễ hơn nha. Ba người em hỏi là cháu bé trai ngày em là cháu tầm bao nhiêu ký thì là đạt tiêu chuẩn ạ? Bé nào hả mẹ? Bé hồi lúc đầu mẹ hỏi á hả? Bé mà được 27 tháng mà được hồi nãy bác sĩ có nói rồi mẹ có nghe không mẹ? Hồi lúc đầu bác sĩ có tư vấn cho mẹ rồi. Bé hiện nay bé đang thiếu khoảng chừng 2 kg rưỡi và 5 cm chiều cao. Dạ, vâng ạ. Vậy dạ thôi em cảm ơn bác nha. Dạ rồi, chào mẹ. Dạ rồi, cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình. Và dạ, cũng xin gửi lời cảm ơn đến thạc sĩ bác sĩ Đào Thiện Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tư vấn cho quý thính giả trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Đến đây thì thời lượng của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ cũng đã hết. Rất cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và dạ, chúng tôi cũng rất mong là tiếp tục nhận được những câu hỏi của quý vị gửi về cho chương trình. Với những vấn đề mà quý vị quan tâm có thể liên quan đến câu chuyện dạy con, giáo dục con, rồi những vấn đề liên quan đến sức khỏe, chế độ dinh dưỡng thì quý vị cũng hãy đừng ngần ngại thông tin về cho chúng tôi. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối thứ Sáu tuần sau. 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần. Bắc Quang khi trẻ đau ốm bệnh tật. Cháu nó hay bị tiêu chảy đó, em muốn cho cháu uống men tiêu hóa có tốt hay không? Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh, khỏe mạnh? Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp. Nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ vọt lên một cách không thua gì thì cái nước phát triển. Cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn. Nên là bây giờ em cũng không biết nói cho hiểu, không biết làm cách nào để bày tỏ cái này với con trai nữa. Khi mà con cái họ khó bảo hay là họ bận công việc gì, họ cứ quăng cái iPad cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi han gì hết. Chương trình mới Kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe, dinh dưỡng, diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế. Kỹ năng làm cha mẹ, 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần, FM 99,9 MHz. Alo, Sài Gòn buổi trưa xin nghe ạ. Chẳng ai muốn mà mua một cái đồ giả để rồi khi mà xảy ra sự cố mình cũng là người chịu thiệt thòi thôi. Những câu chuyện đơn giản, gần gũi. Nhiều khi em tới mà còn có 2-3 bước nữa là vô hang máy, họ bấm cho hang máy đóng cửa luôn. Cái thể hiện tính ích kỷ. Những thông tin cảnh báo đến mọi người. Hai bạn sinh viên bị mất cái điện thoại, một bạn mất cái chứng quý, mọi người cũng hãy cẩn thận. Những niềm vui và nỗi buồn cần chia sẻ. Bác sĩ người ta cũng nói là không có cần phải kiêng ăn uống gì, nhưng mà về đến nhà thì gặp người lớn thì người ta sẽ không cho ăn cái này, không cho ăn cái ức chế kinh khủng. Điều tôi muốn nói trong chương trình Sài Gòn buổi trưa với số điện thoại 38225935 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nơi chia sẻ thông tin, cảm xúc và những điều thính giả quan tâm. Số điện thoại trực tiếp 38225935 từ 11:15 đến 11:45 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Kết nối cùng Sài Gòn buổi trưa để có cái nhìn đa chiều về cuộc sống.